Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả. Thời sự tổng hợp VN24 giờ xin gửi tới quý vị và các bạn bản tin mới được cập nhật trong ngày hôm nay. Kính thưa quý khán thính giả, có vẻ như hải quân Trung Quốc đang hướng cuộc chiến tranh Biển Đông sang hải chiến ở Biển Hoa Đông với Nhật Bản, và mục tiêu mà Trung Quốc muốn đánh chiếm chính là quần đảo Senkaku của Nhật Bản, một quần đảo mà hai nước này đã có tranh chấp từ lâu. Phía Nhật Bản gọi là quần đảo Senkaku, còn Trung Quốc gọi đó là quần đảo Điếu Ngư. Tại sao hải quân Trung Quốc lại hướng cuộc chiến sang phía Nhật Bản? Đây là cơ hội mà giới chuyên gia quân sự thế giới đang cố tìm hiểu và phân tích. Theo nhiều nguồn tin, hải quân Trung Quốc đang cố gắng né tránh đối đầu với hải quân Việt Nam và Triều Tiên tại Biển Đông. Nói cho chính xác là Trung Quốc sợ sự xuất hiện của hải quân Triều Tiên. Từ ngày 31 tháng 7 đến nay, sau khi hải quân Triều Tiên có mặt tại Biển Đông thì liên tục bắn phá các đảo đá mà Trung Quốc đang cố tái tạo ở đầu năm 2023, xây dựng mạng lưới cầu nối có 102 trên thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam và Triều Tiên không thể để cho Trung Quốc lộng hành. Ngay sau khi tàu Trung Quốc bắn cháy một tàu chở lương thực của Việt Nam vận chuyển cho Triều Tiên, thì em gái ông Kim Jong-un đã liên tục lệnh cho hải quân Triều Tiên nã tên lửa lên các đảo đá. Hải quân của Trung Quốc dù tức tối nhưng hầu như không dám phải phản lại vì sợ anh em ông Kim Jong-un là kẻ liều lĩnh. Bà Kim Yo-jang đã từ Triều Tiên bay sang Việt Nam và từ Cam Ranh bay ra quần đảo Trường Sa, chỉ huy trực tiếp hai biên đội tàu ngầm và tàu chiến của Triều Tiên. Vào đêm 22 tháng 8, bà Kim Yo-jang ngay sau khi vừa đến Biển Đông đã cho hải quân bắn phá lên đá chữ thập và đá vành khăn. Tập Cận Bình không dám mạo hiểm đối đầu trực diện nên đã âm thầm cho 4 tàu ngầm chở theo 8 chàng quân lính đến đảo Sơn Ca bắt cóc bà Kim Yo-jang. Tuy nhiên, kế hoạch bất thành, bà Kim Yo-jang nổi giận khi 112 lính Triều Tiên hy sinh. Từ hôm đó cho đến nay, hầu như hôm nào trên vùng biển Trường Sa cũng diễn ra những cuộc hải chiến. Tàu Triều Tiên và Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với nhau, đánh đấm những con tàu chở nhiên liệu và thực phẩm của Trung Quốc từ đất liền ra các đảo đá. Trong khi đó, Tập Cận Bình vẫn âm thầm chờ đợi thời cơ. Mục đích của Tập Cận Bình không cần phải đối đầu bắn cháy một vài con tàu lẻ tẻ. Ông ta muốn Triều Tiên phải quy phục Trung Quốc nên cách thức của Tập Cận Bình cũng không giống ai. Theo tin báo Việt Nam tiết lộ, Tập Cận Bình muốn khống chế anh em ông Kim Jong-un bằng cách phải bắt được một trong hai người này để khống chế người kia. Khi đó, chính Triều Tiên sẽ nằm trong tay người Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ điều khiển đất nước Triều Tiên như cái cách đang điều khiển Hun Sen ở Campuchia. Đây là cái cách Tập Cận Bình áp dụng đã 3 năm qua, nhưng chưa một lần nào thành công. Thậm chí ông ta nhiều lần suýt bị chôn vùi sự nghiệp bởi bàn tay em gái ông Kim Jong-un. Cũng theo nguồn tin trên, sau nhiều lần thất bại khi sử dụng phương thức bắt cóc bất thành, Tập Cận Bình đã dùng đến kế chiêu dụ cháu của ông Kim Jong-un. Kế sách này ngay lập tức thành công vì cháu ông Kim Jong-un có mối thù lớn với chú ruột của mình. Vì vào năm 2013, cha của Kim Han-sun bị sát hại ở Malaysia, nên người cháu này cho rằng đó là do bàn tay chú mình thao túng chỉ đạo. Từ sau thực hư chuyện này, không ai có thể chứng minh ông Kim Jong-un là người chủ mưu đứng đằng sau vụ án. Nhiều chuyên gia cho rằng với vị thế của mình thì ông Kim Jong-un không cần phải làm như vậy. Nếu muốn, ông ấy thẳng tay trừ khử chứ đâu cần phải dùng hạ sách đó. Tuy nhiên, cháu ông Kim là người trong cuộc thì lại cho rằng ông Kim Jong-un sợ một lúc nào đó người anh cùng cha khác mẹ sẽ lơ đổ ông ấy nên phải ra tay hãm hại. Nói về cái sách của Tập Cận Bình thì ai cũng phải công nhận là sâu xa và hiểm ác. Nhưng khổ nổi, người cháu của ông Kim Jong-un không đủ vị thế vây cánh đơn lẻ, không thể làm thay đổi cục diện. Chính vì vậy, Tập Cận Bình thất thủ và chịu thua nhiều lần dưới bàn tay của em gái ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, theo nguồn tin mới nhất, Tập Cận Bình đã có một phương sách mới khi cho một tình báo tài hoa. Theo sách của em gái của Kim Jong-un, có vẻ như cái sách này đã thành công bởi em gái ông Kim Jong-un đã mê viên tình báo này như điếu đổ. Thế nhưng, người phụ nữ này quá khác thường khi vào thời điểm quan trọng nhất lại từ gã nhân tình và tiến ra Biển Đông, chỉ huy hai biên đội tàu ngầm và tàu chiến của Triều Tiên. Người dân Triều Tiên gọi em gái ông Kim Jong-un là công chúa, thế nhưng thiên hạ gọi bà lại là nữ tướng, bởi bà thích trực tiếp ra trận. Đây là lần đầu tiên em gái ông Kim Jong-un ra biển chỉ huy tàu chiến. Nhưng vào mấy năm trước, bà đã ra trận nhiều lần khi chỉ huy quân lớn đánh những trận đánh nảy lửa ở biên giới Trung Triều. Và như vậy, một lần nữa kế sách của Tập Cận Bình lại một lần nữa đổ bể. Kính thưa quý khán thính giả, vào sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 9 năm 2022, một cuộc đấu súng dữ dội đã xảy ra giữa hai tàu Trung Quốc và hai tàu Nhật Bản ở ngoài khơi quần đảo Senkaku. Ban đầu, những hình ảnh của một thước video cho thấy cuộc đấu súng chỉ diễn ra giữa hai bên bằng súng AK-47 khi bốn con tàu này sát lá cà vào nhau, cả bốn chiếc quần nhau bằng những cú đâm và dữ dội rồi lại giật ra bên ngoài. Sau khoảng nửa giờ giao tranh, tàu Nhật
Bản yếu thế hơn, bởi tàu Trung Quốc to lớn hơn khá nhiều. Vì sợ tàu bị chìm, nên hai tàu Nhật Bản vừa rút lui vừa gọi viện binh. Hai tàu Trung Quốc vẫn không buông tha, quyết đuổi theo để đâm chìm tàu Nhật Bản trong một trận chiến không cần sức như thế. Hội chứng tàu của Nhật đã bị nước tràn vào và không thể chạy được vì động cơ đã hỏng. Chỉ còn lại của Nhật muốn cứu đồng đội của mình, nhưng cũng bất lực vì hai con tàu hải cảnh Trung Quốc vẫn bám đuôi đuổi theo sau. Trong lúc nguy cấp nhất, thì 4 máy bay chiến đấu của Nhật xuất hiện ngay lập tức. Cả 4 chiếc máy bay này thi nhau nã rocket xuống biển, và hai con tàu Trung Quốc khi nhận ra đối phương có viện binh, hai chiếc tàu Trung Quốc định quay đầu bỏ chạy, nhưng khi đó đã quá muộn. Chỉ sau hai vòng lộn đi lộn lại trên không, 4 máy bay chiến đấu của Nhật đã bắn tất cả 16 quả rocket xuống biển. 916 quả này đã đi trúng đích, làm cho hai con tàu của Trung Quốc bốc cháy ngùn ngụt chìm xuống biển khơi. Chúng ta thì biết rằng, từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn coi Việt Nam là nước tiểu nhược vì chúng tay cú con người Việt Nam bất khuất. Thế nên có bất cứ chuyện gì cần phải nói chuyện với người Việt Nam là chúng nói như ra lệnh, buộc Việt Nam phải nghe theo. Tuy nhiên, cũng có thể Việt Nam ừ hử cho qua chuyện, cũng có thể người Việt Nam vâng dạ khỏi mất lòng. Nhưng đôi khi người Việt Nam cũng cương quyết ra trò, đó là lúc người Việt Nam bất chấp vì bị dồn nén. Từ đầu năm đến nay, người Trung Quốc đã cay cú vì Nga và Ấn Độ bán tên lửa cho Việt Nam. Đến hôm nay, Mỹ lại viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 14 con tàu vũ trụ, khiến Trung Quốc nổi cơn thịnh nộ. Thêm một nguồn tin mới nhất từ nội các chính phủ, ông Tập Cận Bình đã điện thoại cho người đồng cấp của Việt Nam, yêu cầu cho Việt Nam không được phép nhận 14 con tàu đó. Hơn cả yêu cầu, Tập Cận Bình còn ra lệnh cho Việt Nam phải trả lại ngay phía Mỹ 14 con tàu đó ngay sau khi người đồng cấp của Việt Nam trả lời lấp lửng đầy hàm ý mỉa mai. Trong câu chuyện này, phía Trung Quốc thừa biết rằng Mỹ tặng cho Việt Nam tàu bè là để Việt Nam chống lại tàu Trung Quốc, nhất là những con tàu của Trung Quốc thường xuyên đi sâu vào hải phận Việt Nam. Còn phía Việt Nam cũng bày tỏ sự phấn khích bằng cách đưa những con tàu này vượt ra ngoài biển để thách thức tàu bè Trung Quốc. Đây là hành động cực kỳ đẹp của Mỹ khi Việt Nam đã bật đèn xanh cho hải quân Mỹ thuê cảng biển Cam Ranh 99 năm và cho Mỹ và Nga khai thác dầu khí chung ở vùng biển Việt Nam. Trong một tuyên bố mới nhất, Hải quân Hoa Kỳ đã nói rằng ngày tàn của sự xâm lăng đã đến. Bất kể sự xâm lăng đó đến từ đâu thì cũng phải quay trở lại chỗ cũ. Cũng vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tới thẳng quân cảng Cam Ranh vào những ngày tới để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của quân cảng này. Ông cũng tuyên bố Trung Quốc nên trở lại vạch xuất phát, đừng để Hải quân Hoa Kỳ sợ đến gáy thì không có đường rút lui. Tổng thống Nga Putin cũng đang cạnh tranh quyết liệt với Hoa Kỳ để được thuê cảng biển Cam Ranh và khai thác các mỏ dầu khí ngoài khơi biển Việt Nam. Nếu kế hoạch này được thực thi nhanh chóng, thì không bao giờ Việt Nam phải lo đến chuyện giữ gìn biển đảo nữa. Mỹ và Nga sẽ dìm chết Trung Quốc nếu động vào quyền lợi của họ. Trung Quốc lên án Việt Nam lợi dụng hai cường quốc để đối phó với Trung Quốc, còn Việt Nam nói đó là quyền riêng tư và Trung Quốc không có quyền bình luận. Xoay quanh tình hình vụ việc Mỹ viện trợ 14 tàu khu trục cho Việt Nam, khiến Tập Cận Bình gọi ngay sang Việt Nam yêu cầu không được nhận. Theo nguồn tin là chúng tôi mới nhận được vào đầu giờ sáng ngày hôm nay, bất ngờ Hoa Kỳ đã gửi công hàm chi viện, tặng tổng cộng 14 tàu khu trục đến Trường Sa cho Việt Nam, đóng một vai trò quan trọng trong việc hộ tống hạm đội hải quân và bảo vệ Việt Nam chống lại tàu ngầm của Trung Quốc tại khu vực. Chiến hạm của ta rất hiệu quả trong việc tuần tra các hoạt động chống tàu ngầm của Trung Quốc. Và như chúng ta đã được nghe từ những bản tin trước, trong số 77 tàu ngầm của hải của Trung Quốc thì có đến 8 chiếc bị hải của Việt Nam ta tiêu diệt, đánh chìm bởi các đơn vị hải quân, lữ đoàn tàu ngầm 189 và biên đội tàu hộ vệ tên lửa lữ đoàn 162. Trong khi hải của Trung Quốc không đánh chìm chiếc tàu ngầm nào của Việt Nam, hải của Trung Quốc là bị mất một số lượng lớn những khu trục hạm vì trúng ngư lôi của chiếc tàu hải phòng lữ đoàn 189 của tàu ngầm hải của Việt Nam, thường ít được nhắc đến trong chiến tuyến bảo vệ đá và đầu. Tuy nhiên, chiến công lập được của đơn vị hải quân lữ đoàn tàu ngầm 189 là vô cùng hiểm hóc, khiến cho cả thế giới phải dè chừng e ngại khi giao chiến với hố đen đại dương của ta. Ngay cả một quốc gia to lớn như Trung Quốc cũng phải khiếp sợ. Chỉ cách đây mấy hôm, Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ chi viện thêm 4 tàu khu trục đến Trường Sa với sự góp mặt của đội tàu khu trục hạm của hải quân Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ huy của Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Trung đô đốc Phạm Mạnh Hùng và một hải đoàn của Việt Nam được thành lập bí mật. Chỉ vài tiếng đồng hồ, các khu trục hạm mới được Hoa Kỳ bí mật bàn giao ngoài thực địa. Khu trục hạm cùng với các tàu hỗ trợ khác, các lực lượng của Việt Nam tuần tra tuyến Trường Sa bị Trung Quốc nghi là được sử dụng bởi tàu ngầm kilo hố đen đại dương của Việt Nam để phục kích các đoàn chiến hạm của hải của Trung Quốc tại đảo Đá Chữ Thập mà Trung Quốc đang chiếm đóng nhằm củng cố lực lượng đánh úp của Trung Quốc chiếm đảo. Vào buổi tối ngày hôm qua, đội tàu ngầm của Trung Quốc đã bị thiệt hại lên đến mức mà ông Tập Cận Bình cùng với giới quan chức của Bắc Kinh, theo đó nữa là tinh thần của các thủy thủ bị xấu đi trầm trọng. Không thể nào tồi tệ hơn khi mất đi 6 chiếc tàu ngầm mà không rõ nguyên nhân bại trận. Trường Sa trong những ngày tới, tình hình trở nên rõ ràng rằng hải quân Trung Quốc sẽ không thể nào giành chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam để giành lấy Đá Chữ Thập và không thể để mất thêm một tấc đất lãnh hải nào vào tay của Trung Quốc.
Tham mưu trưởng Đô đốc Phạm Mạnh Hùng, Hải quân Việt Nam nhấn mạnh rằng, một điều kiện tiên quyết thiết yếu cho bất kỳ hiệp ước đình chiến nào là tất cả các tàu ngầm của Trung Quốc được lệnh từ chỉ huy trực tiếp ra lệnh phải chấm dứt hoạt động tấn công trở về đảo. Và những diễn biến tiếp theo về tình hình Biển Đông ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và gửi đến cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Vào đêm ngày hôm qua, tại thung lũng Xẻo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, một chiếc máy bay tiêm kích Su-27 của Không quân Việt Nam đã bị nữ trung úy phi công Nguyễn Thùy Linh điều khiển, mang theo nhiều tài liệu bí mật quân sự Việt Nam bay về hướng Bắc nhằm đào thoát sang bên kia biên giới Trung Quốc. Trong quá trình tẩu thoát đã bị mật vụ và Thượng tướng Phan Văn Giang phát hiện, và Không quân Việt Nam đã sử dụng hai chiếc máy bay tiêm kích khác đuổi theo cản lại nhưng lại bất thành vì có sự xâm nhập và cản trở của một phi đội gồm 5 chiếc tiêm kích G-20 của Trung Quốc đánh chặn và bảo vệ cho máy bay của trung úy Nguyễn Thùy Linh tiếp tục tẩu thoát. Thế nhưng, khi đến vùng trời tỉnh Hà Giang, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đã bay thoát sang vùng kề bên kia biên giới của Trung Quốc thì là bị pháo phòng không của Việt Nam bắn hạ. Chiếc Su-27 trúng đạn pháo nổ tung, nữ trung úy phi công Nguyễn Thùy Linh lần may mắn nhảy dù thoát chết rơi vào thung lũng Xẻo Lũng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sự việc xảy ra vô cùng bất ngờ nên phía Việt Nam chưa hề có sự chuẩn bị nào, trong khi phía Trung Quốc đã lên kế hoạch sẵn sàng từ trước. Họ đã cho một nhóm biệt kích lén lút vượt biên sang bên kia biên giới Việt Nam, đi vào thung lũng truy tìm giải cứu và mang trung úy Nguyễn Thùy Linh cùng với những thông tin tình báo bí mật quốc phòng của Việt Nam về bên kia. Trung Quốc đêm hôm qua là một cuộc chiến đấu giằng co giữa hai lực lượng biệt kích hàng đầu của Trung Quốc và Việt Nam. Phía Việt Nam tuy bất ngờ nên chưa có chuẩn bị kịp thời, nhưng lại có lợi thế về tính cơ động và phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Với sự chỉ đạo trực tiếp từ thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, tư lệnh quân khu 1, biệt đội biệt kích Việt Nam do thiếu tá Nguyễn Hoàng Hà dẫn đầu đã có mặt tại thung lũng Xẻo Lũng. Chỉ sau một tiếng đồng hồ đã có mặt và có sự chuẩn bị kỹ càng. Biệt đội biệt kích Trung Quốc đã có mặt tại đây từ trước đó. Họ nhanh chóng tìm thấy trung úy Nguyễn Thùy Linh đang treo lơ lửng trên một cành cây cổ thụ bên trong thung lũng. Bọn họ nhanh chóng cứu người và lập tức di chuyển về phía bắc với trang bị hiện đại cùng với kỹ năng quân đội đặc chủng. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, họ đã ra ngoài bìa rừng thung lũng chuẩn bị vượt biên đào thoát sang Trung Quốc thì bỗng nhiên bị tập kích bất ngờ. Thì ra, thiếu tá Nguyễn Quang Hà đã chờ đợi đón đầu bọn họ tại nơi đây. Từ sớm hai bên đã giao tranh nảy lửa, thời gian kéo dài càng lâu thì càng có lợi cho phía Việt Nam. Máy bay trực thăng đang quần thảo phía trên bầu trời pha đèn sáng trưng như ban ngày. Bộ đội biên phòng Việt Nam được lệnh phong tỏa mọi nẻo đường biên giới, ngăn ngừa quân tiếp viện của Trung Quốc xâm nhập. Bộ đội biệt kích Trung Quốc rất dữ dội, họ bị bao vây vào đường cùng nên điên cuồng chống trả quyết liệt. Cùng lúc đó, tướng Huỳnh Công Toàn là thiếu tướng Không quân Việt Nam có một mối quan hệ sâu xa với vụ án này, được sự ủy thác của tướng Nguyễn Hồng Thái trong đêm ngồi trực thăng đến và có mặt kịp thời trực chiến. Chỉ huy tướng Huỳnh Quang Toàn đã ra lệnh cho thiếu tá Nguyễn Quang Hà vây kính ba mặt, chỉ trừ lại một lối nhỏ để cho bọn họ chạy thoát ra bên ngoài nhằm tránh thương vong vô ích cho lực lượng chiến sĩ Việt Nam. Sau khi bọn họ chạy thoát gần đến biên giới thì đã bị một bộ đội biệt kích khác của Việt Nam cho trung tá Nguyễn Trường Thành chỉ huy xông ra đánh chặn. Toàn bộ đội nhóm của họ đã bị xé lẻ ra thành nhiều nhóm nhỏ và tất cả đã bị khống chế, bị tóm gọn và bị trói gô lại. Tướng quân Cam Toàn xuất hiện ra lệnh bắt giữ. Trung úy Nguyễn Thùy Linh kiểm tra trên người lấy cặp tài liệu cơ mật quân sự Việt Nam và kịp thu hồi xác của chiếc máy bay tiêm kích Su-27 do Trung úy Nguyễn Thùy Linh sử dụng bị bắn rơi do sự việc liên quan đến bí mật quốc gia quân sự, ảnh hưởng đến an ninh và ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ hiện tại của Việt Trung. Cho nên tướng Huỳnh Công Toàn đã xếp vào các loại thông tin bí mật không được phổ biến nhằm tránh phá vỡ thế cân bằng chính trị quân sự trong khu vực. Tướng Huỳnh Công Toàn sang nhìn sang những người lính biệt kích Trung Quốc bị trói, cô nằm bệt dưới đất đang lo âu sợ hãi. Tôi biết rằng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Trước khi đi, bọn họ ai cũng từng nghĩ đến chuyện có khả năng sẽ bị bắt và hy sinh bất cứ lúc nào. Thế nhưng chẳng thà bị bắn chết ngay trên chiến trường còn hơn là cảm giác hồi hộp chờ đợi cái chết đến từ từ. Họ nghĩ rằng lần này chết là cái chắc, vì đây là một vụ động trời động đất. Người Việt Nam chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Khi đó, tướng Huỳnh Công Toàn đã đi đến bên bọn họ ra lệnh cởi trói và cùng tự tay khuôn người xuống cởi cho một người lính biệt kích Trung Quốc trước những con mắt ngỡ ngàng. Ông nói, trong chiến tranh, những người lính này không có tội tình gì, theo phe nào thì phục vụ cho phe đấy, họ cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi. Ông trời có đức hiếu sinh, ta tha được thì cứ tha cho họ. Nói xong ra lệnh thả họ về bên kia biên giới, rồi toàn bộ rút quân trả lại cho núi rừng Lũng Cú, Hà Giang về yên tĩnh, yên bình hoang sơ và hùng tráng như nó vẫn còn để lại trong lòng những người lính biệt kích Trung Quốc một nỗi hoài nghi.